vị huấn luyện viên người Brazil rất tin tưởng vào các học trò, đặc biệt đánh giá cao sự cố gắng và tinh thần khát khao chiến thắng của toàn đội. Từ những lần tập trung đầu tiên tôi đã nói rằng, các cầu thủ U17 Việt Nam đều có chất lượng kỹ thuật rất tốt. Các em đều có khả năng để lên đội 1, tất nhiên vẫn cần trui rèn thêm kỹ năng và nhiều thứ phải tốt hơn nữa, huấn luyện viên Cristiano Rolland bày tỏ. U17 Việt Nam hào hứng tập luyện. Huấn luyện viên Cristiano Rolland chia sẻ thêm, để qua các đợt tập trung, các cầu thủ đều đã hiểu được ý tưởng của tôi. Trên hết là sự cố gắng và khao khát của họ đều tăng lên từng ngày. Ngay từ buổi tập đầu tiên, các cầu thủ đã thể hiện khát khao của mình và điều đó đã giúp ban huấn luyện có nhiều động lực hơn để rèn giũa đội tuyển. Trước mắt, các cầu thủ trẻ vẫn còn chặng đường dài để phấn đấu. Với tiềm năng phát triển như hiện tại, chúng tôi rất chờ đợi một ngày các em được lên chơi ở V-League và cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Tại đợt hội quân lần này, đội tuyển U17 Việt Nam quy tụ nòng cốt là các cầu thủ đã góp mặt trong các đợt tập trung vừa qua, gần nhất là dự giải bóng đá U16 PIS Cup 2024 do Liên đoàn bóng đá Trung Quốc tổ chức. Ở giải đấu này, các học trò huấn luyện viên Cristiano Rolland đã thi đấu rất ấn tượng khi thắng U16 Uzbekistan 3-0 và thắng U16 Nhật Bản 1-0 để giành vị trí Á quân chung cuộc. Nhằm tăng cường sức cạnh tranh, huấn luyện viên Cristiano Rolland cũng mở rộng danh sách khi trao cơ hội cho một số tân binh, trong đó đáng chú là cầu thủ Việt kiều Maxwell James Perebon, hiện đang sinh sống cùng gia đình tại Úc và thi đấu cho đội trẻ Gold Coast Nagai, một trong những câu lạc bộ hàng đầu tại giải National Premier League Queensland, Úc. Huấn luyện viên trưởng Rolland, bìa phải, và trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Duy, bìa trái, vừa cùng U15 PVF vô địch giải U15 quốc gia. Khi được hỏi về Maxwell James Perebon, huấn luyện viên Cristiano Rolland cho biết, tôi đã nhận được thông tin về Maxwell từ phía VFF. Do vậy, ban huấn luyện đã có kế hoạch gọi cậu ấy về Việt Nam để có thể quan sát nhiều hơn. Thông qua quá trình tập luyện, chúng ta sẽ có thể so sánh năng lực của em ấy với các cầu thủ khác trong đội tuyển. Theo kế hoạch, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội đến ngày 29 tháng 9, sau đó lên đường sang Nhật Bản để tập huấn và thi đấu cọ sát từ ngày 30 tháng 9 đến 9/10. Ngày 10 tháng 10, đội bóng của huấn luyện viên Rolland Cristiano sẽ trở về nước để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi tham dự vòng loại U17 châu Á 2025. Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại vòng loại U17 châu Á 2025. Tại vòng loại U17 châu Á 2025, đội tuyển U17 Việt Nam là chủ nhà bảng Y, diễn ra trên sân Việt Trì, Phú Thọ từ ngày 23 tháng 10 đến 27 tháng 10. Thầy trò huấn luyện viên Rolland Cristiano sẽ lần lượt tiếp đón các đối thủ U17 Kyrgyzstan ngày 23 tháng 10, U17 Myanmar ngày 25 tháng 10 và U17 Yemen ngày 27 tháng 10. Đây hứa hẹn là bảng đấu khó khăn với U17 Việt Nam. U17 Myanmar là đối thủ cùng khu vực có lối chơi khó chịu. Trong khi đó, U17 Kyrgyzstan và U17 Yemen sẽ là những đội cạnh tranh trực tiếp với U17 Việt Nam.